Chơi game quen rồi, giờ đi xe này không quen. Xe dơ bên sao chụp hình đây? Xa thôi. Chụp giống nãy hả? Gì? Đang quay. Giờ bộ vô đồ đi. Tao cũng giao bộ tao kêu lên vô. Giật này hả? Má xe đi ra nhỏ không được nha. Đi ra nhỏ không được. Có buộc phải đi số lớn rồi. Bắt buộc phải tụt ngồi rồi. Xe này đâu phải canh để đi đâu, để chạy không mà, để bay. Đâu bây giờ khó chịu, tao cười vô cái đầu đó thôi, đâu khó chịu đâu. Ủa cái con lùn nó dơ, xe dơ, nó dơ với nghĩa đó. A few moments later. Thì chiếc xe này được dọn nguyên con mới luôn đúng không? Nhìn đẹp không? Tôi á. Vàng ngoài được sơn full con đen hết luôn và được dán tem mà ạch Jupiter. Rồi mình đi từ đâu giờ kìa? Nắm lên đi. Nắm lên. Đặt vô mắt tụi mình là cái đèn này là đèn AB. AB cái chá này nó màu giống như màu xanh lá kìa ha. Nếu mà màu trắng hay là màu xám khói nó sẽ bị chìm hết cái vàng áo đúng không? Màu này nó nổi được cái đít lên. Đít là cái quan trọng mà. Đúng không? Ai nhìn gì nó nhìn đít nhìn. Đúng rồi, đít lên. Đít này hơi nhỏ nha, hơi lép nha. Cái yên này là yên được gọt. Nhìn cái form đẹp lắm kìa hả kìa. Cái form nhìn đẹp quá hả. Cái yên này á là gọt ở đâu ta? Nghe chủ xe nói Tấn Tài á. À Tấn Tài hả? Chủ xe nói hả? Mà kìa thấy là cái xe này á, nếu mà không gọt yên nó nhìn nó lọ lắm đúng không? Nhìn nó sao? Cái yên chiếm 70% là cái gọi là ngoại hình của xe rồi. Chá này là chá G-Buck đời mới. Thì nó hay bị vô nước. Đèn xi nhan được dán hả ta? Hay có thiệt? Nó màu nó vậy luôn. Màu nó vậy luôn á, chứ không phải dán nha bạn. Màu nó vậy luôn. Rồi bộ tem đẹp ghê luôn chứ bộ. Nhưng mà hơi dơ nha. Nó xe dơ quá. Để Hell Rumble, để Winner, lòng CNC. Nhìn nó sắc cạnh, với lại có mấy cái ốc lục bảo điểm nhấn nữa, y chang chiếc xe phút bụi luôn. Nhưng mà con heo này thì cảm thấy như là đi nó hơi bị ăn quá ha. Nó hơi cắm. Nó hơi cắm đầu đúng không? Cắm dưới cái mặt không à? Cắm. Vậy như là, nhưng mà nó vẫn ngon hơn Vin. Ngon hơn con heo Vin. Đúng rồi. Đẹp hơn nữa, giá trị hơn nữa. Đặc biệt nha, là cái cặp mâm 8 cây với lại cái ti phục trước á, là đi ti Mio. Nên nó cho độ nhúng rồi xuống êm nữa. Đó, nó không nghe cụp khi qua G nha. Có nghe không? Có nghe cụp qua G không? Không anh. À không nghe luôn, đúng rồi đó. Đúng rồi, kịch bản rồi đó. Qua đây nè. Là cái thuộc Olin. Thì Olin này thì mình nói bạn là cái Olin này là Olin 135. Thì cái bát của 135 nó dời ra một xíu. Nhưng mà theo mình á, mình thích cái kiểu như liền vô cái dàn áo, liền vô một xíu. Mình cắt cái bát hoặc là mình đi bát 150 á, thì nó sẽ liền hơn, đẹp hơn. Còn chủ xe thích kiểu như là nó phô trương à. Nó phô ra, nó phe phang á. Thì xe này không có gì nhiều đó. Nhưng cái quan trọng là cục máy. Thì cục máy của nó là cục máy ẹt à, lộn, ẹt là đúng rồi đúng không? Mẹ đúng rồi. Chứ phải máy quay đêm đâu. Đâu phải máy quay à. Ờ quên. Thì cục máy này nó làm đầu lòng 65. Bít tông 65. Dên đồn. Mà dên của nó là dên tình dục gì? Dâm dục gì? Dục. Gì? Cân dục. À cân dục cân. À thế làm sao mà à? Cân dục. Nó trong cái đầu nghỉ mấy cái đó quá. À. Tại côn tự động thì nó có những cái dơ nó đúng không Bình? À, đi theo cái đó là bình xăng. Là bình BWK ra dẹp động 34. Nó giúp nạp lẹ hơn. Và đề cũng có hậu có. Hả? Giống tháng về. Cái gì á? Giống tháng về. Ai cắt chiếc này. Ok, cứ nói cắt được mà. Gán đợi được không? Mình sẽ cho bạn nghe tiếng máy, sơ lược tiếng máy thôi.
móc em lắm. Đây một cái là lên liền à. Thì cái bên trong này nó nghe tiếng gầy dẹp, thì còn ở ngoài đây là nó tiếng bô rất êm nha. Bô rất êm. Bô kiểu như lớn hơn Vin một xíu thôi. Nhưng mà nạt nạt là có tiếng. Nạt là có hồn liền. Thì đây ngay chùa này mình cũng nạt cho nó không khí tụng kinh hoàng nó cũng buồn. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ test ra cho các bạn coi ha. Ok, nãy mình chạy với xe của thằng này rồi, này là 65+4. Thì hiện giờ nó đang rất là mắc ỉa. Thì nó nói thằng này hay nó ăn hủ tiếu. Mắc ỉa bây giờ đi. Đi về. Thông cảm cho mình đi mấy bạn. Thông cảm cho mình đi. Ok, rồi bây giờ mình sẽ test thử test ra chiếc này rồi mình cảm nhận các bạn nghe ha. Ok, đi. Kỹ vậy ta? Sao bô la thu em đi chạy? Ủa sao bô la sao thu em vậy? Bỏ nha, mốt đừng có nạt nữa nha. Mấy bạn nhớ biển số này nha, xe này đi đến Lan đó các bạn. Xe đồng bài hết luôn. Cái kia nó bô la rồi, bô này bô em. Này xăng cơ, đây là FB. Đúng rồi, xăng cơ mà. Nhưng mà hậu đâm không lại. Bắt kìa. Cái bấm này nó vẫn đang quay.